Xin kính chào anh chị và các bạn đang theo dõi buổi livestream vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ 3 và thứ năm các ngày trong tuần của mình Dương lớn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương Lớ có thể để lại một like cũng như là theo dõi mình để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những buổi livestream tiếp theo. Phiên giao dịch ngày hôm nay thì VNX đã có một cái một pha điều chỉnh. Cũng không phải là một pha điều chỉnh quá là sâu hay thanh khoản có bùng nổ. Đây là một cái phiên giao dịch giảm 13,94 điểm tới từ chỉ số chung của thị trường. Tuy nhiên thật ra cái việc mà thanh khoản ngày hôm nay thấp ấy theo quan điểm của mình nó đến từ một phần đó là do bên đầu vnexpress thì đa phần nhà đầu tư là hôm nay đã không giao dịch được do là cái lỗi hệ thống. Tới từ cái ứng dụng của vnexpress đấy còn nếu như mà, mà mà có hệ thống nó giao dịch thì chắc chắn là cà phê giao dịch ngày hôm nay thì thứ nhất là thanh khoản nó cũng phải khác và thứ hai là điểm số nó cũng phải khác. Và chúng ta cũng đang chờ đợi vào những cái động thái mới nhất tới từ phía của vnexpress để xem xem là cái hệ thống đã vận hành lại bình thường hay chưa? Tại vì thi thoảng mình cũng có sang bên uh, Vnindex mình dùng bảng bên này và bên này khá là mượt. Tuy nhiên thì uh, đến thời điểm hiện tại thì cũng uh, chưa thấy là đã sửa được. Thì uh, trong những cập nhật mới nhất thì uh, từ hệ thống cũng như là trên báo chí thì, 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 thì nhiều bên đã bảo là um, hệ thống của Vnindex đã sửa được rồi. Thì chúng ta cũng sẽ cũng sẽ mong xem mong rằng là ngày mai uh, các nhà đầu tư đang sử dụng uh, ứng dụng của Vnindex sẽ được uh, giao dịch bình thường trở lại, anh chị nhé thì uh, giống như là các cái buổi livestream khác thì ở buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ đi qua ba phần, đầu tiên là nhận định thị trường, thứ hai là đi vào lý do vì sao lại có cái áp lực điều chỉnh như thế này và cuối cùng chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Uh, thì uh, nhìn qua về tổng quan thị trường một chút thì uh, phần lớn những cái áp lực bán ngày hôm nay uh, về phiên chiều là được um, một phần nào đó nó xuất phát từ cái việc là các nhà đầu tư là dỉ tay nhau những cái câu chuyện liên quan đến việc là cái hệ thống của VNRX bị hack đúng không và liệu có những cái kích bản xấu nào cho thị trường diễn ra khiến cho là cái áp lực ngày càng gia tăng về về về, về cuối phiên. Và tất nhiên thì để mà nói là thị trường ở thời điểm hiện tại mà sập ý, thì quan điểm của mình sẽ rất khó để sập. Sập là như thế nào? Sập là kiểu chúng ta cái thời điểm là tháng 10 đúng không? Tháng 9 tháng 10 năm 2023 là chúng ta giảm từ 1250 về lại kiểu 1, 000 1020 điểm. Đó, sập đâu đấy là 200 điểm thì đấy thì con điểm của mình đấy mới là sập còn nếu như mà bây giờ mà có cái nhịp điều chỉnh diễn ra thì con điểm của mình cũng căng lắm chỉ được 100 điểm thôi nên là không có chuyện là là, là sập sùng gì cả nhá mà con điểm của mình nếu có những cái nhịp giảm điểm thì đó sẽ là những cái nhịp điều chỉnh mọi người nha thì chúng ta cùng clear với nhau cái quan điểm trước khi mà chúng ta đi tiếp đến phân tích những cái phần sau À, khối lượng mở của hợp đồng phái sinh à, phiên giao dịch ngày hôm nay là 45.400 hợp đồng Trong đó thì nhà đầu tư nước ngoài long rất là nhiều, long 18.000 hợp đồng Còn tự doanh thì short có 10.000 hợp đồng thôi Cái việc nhà đầu tư nước ngoài họ long nhiều như thế này cũng một phần tới từ việc Đó là ở thời điểm hiện tại họ đang bán rất là nhiều các cổ phiếu cơ sở Đến phiên giao dịch ngày hôm nay là đánh giá, đánh đánh dấu là phiên giao dịch thứ 11 liên tiếp Nhà đầu tư nước ngoài bán dòng bán rất mạnh, bán rất mạnh nha mọi người nhá Chứ không phải đây mới là ngày đầu tiên bán đâu mà đa phần là là, là là nhà đầu tư trên thị trường khoảng thời gian vừa qua bỏ qua cái việc nhà đầu tư nước ngoài họ bán dòng thì mình cũng có nói rất là nhiều về cái yếu tố này trong các buổi livestream rồi đây không phải là thứ gì mới và thế vì, vì là họ họ bán dòng của cái cơ sở đúng không thì họ sẽ lo ngược lại để đỡ bị mất cái 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 chi phí cơ hội còn nếu như mà bây giờ thị trường tăng điểm thì họ sẽ lãi từ cái việc mà họ lo hợp đồng phải sinh đúng không ạ còn nếu như mà bây giờ thị trường giảm điểm thì họ sẽ có điểm mua tốt hơn đó thì đó gọi là cái hoạt động hết trinh tới từ phía nhà đầu tư nước ngoài còn tự doanh thì họ vẫn sọt nhưng mà tuy nhiên thì cái khối lượng sọt này 10.000 này không phải là cái khối lượng lớn à, Chúng ta cũng đang giao dịch trên cái, à, cái kỳ đáo hạn mới rồi Nên là cũng chưa có những cái áp lực về về, về về phái sinh ở thời điểm hiện tại đâu Mà cái mà mình lo ngại duy nhất đó là cái việc mà nhà đầu tư nước ngoài Họ đang bán liên tục phiên thứ 11 liên tiếp trên thị trường Thì chúng ta cũng đặt ra câu hỏi là liệu trong khoảng thời gian tới thì tiền đâu để kéo điểm cho thị trường Ok, lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào phân tích ở đó sau mọi người nhé Hãy view qua một vài ngành À, gọi là gọi là, là một vài các cái ngành lớn, ngành tổng quan trên thị trường thì đầu tiên là cái nhóm ngân hàng thì à, thật ra thời điểm hiện tại là thị trường ấy mà bị điều chỉnh cũng một phần tới từ cái việc là đa phần các cái cục phiếu ngân hàng sau một cái nhịp tăng mạnh của mình đã bắt đầu quay trở lại cái vùng năm 50 để kiểm chứng lại cái vùng này Tại vì trong một cái con đường tăng của các cái cổ phiếu khi mà cổ phiếu tăng ấy đang tăng rồi chỉnh nó tăng rồi chỉnh là chuyện rất là bình thường mọi người nhé. thì à, nhóm ngân hàng đã có một cái cú tăng của mình trong khoảng thời gian vừa qua rồi, thế nên là việc các cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh thậm chí là tích lũy loại quanh cái vùng ma 20 hay là M50 đó là chuyện hết sức bình thường. tuy nhiên vì cái bản chất của các cái nhóm cổ phiếu ngân hàng này là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vậy nên khi mà cái nhóm cổ phiếu này mà điều chỉnh và và giảm điểm thì chắc là nó sẽ lấy đi rất là nhiều cái điểm số của thị trường đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào cái rổ VN30 thì chúng ta sẽ thấy là có 13 trên số 30 cổ phiếu trong cái rổ VN30 là thuộc cái ngành ngân hàng. Thế nên là chúng ta có thể thấy là cái vốn hóa của cái nhóm này vẫn rất là cao và nó tác động rất nhiều đến cái 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 điểm số chung của thị trường. À, tuy nhiên thì nhìn qua một chút à, trên thị trường vẫn có một vài các cái cổ phiếu tỏ ra khá là khá là khỏe so với bằng chung thị trường đúng không ạ ví dụ ở đây chúng ta vẫn có thể nhắc đến đâu đó là Techcombank đúng không ạ hai cây giảm nhưng mà hôm nay chỉ giảm có 0,22% thôi cái dòng tiền hai cây mua vào này vẫn rất là lực hai cây này bán ra chắc chắn là chưa thể phân phối được hết hàng của con Techcombank này đều là những cái cây đóng cửa có nhấp phiên rất là khỏe hay là cổ phiếu mới banh đúng không ạ ba cái cây nó phục hồi này đều là ba cây khối lượng lớn cái khối lượng bán ra hôm nay cũng không nhiều cổ phiếu mới banh hôm nay cũng chỉ giảm có hơn một hay là cái cổ phiếu EB hôm nay thậm chí còn giữ được sắc xanh cho mình đây là như mình nói đấy con EB này nó cứ, cứ quanh quanh cái giá 18 này thì nó sẽ là cái 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 cái, cái, cái vùng giá, giá 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 gom của tổ chức Đấy thì chúng ta cứ có thể thấy là nó đang ở vùng gần cái vùng nền này rồi Thế nên là cái sức chịu đựng của nó đối với cái yếu tố thị trường nó cũng sẽ khỏe hơn Và những cái cổ phiếu khác Còn lại thì theo quan điểm của mình thì đa phần các cổ phiếu ngân hàng đều đang có xu hướng tìm về cái đường MA50 Đó, Thậm chí có LVB thì hơi yếu đúng không ạ Chúng ta đã mất khỏi MA50 rồi, MA20 cắt xuống dưới đường MA50 rồi Hơi yếu nha VIB, à, VIP rất là khỏe, vẫn đang neo rất là cao, Vietcombank Chạm MA20 rút chân, chạm gần MA50 cũng rút chân À, CTG cũng đang có xu hướng tìm về MA50 này à, STB cũng tìm về MA50 mươi VBank thì, thì đã mất rồi, VBank hơi yếu Mình phải nói thật là con VBank này nó yếu hơn so với mặt bằng chung của cái nhóm ngân hàng khoảng thời gian vừa qua à, hd HDBank một cây tăng mạnh của cái con cổ phiếu bò cung, cái con bỏ qua nhé ACB à, một cây bộ nến hơi xấu này Cây nến này trông hơi hơi giống cái nến Shooting Star mọi người nhé Cái dâu rất là dài ở phía bên trên như thế này cái tỷ lệ nó về MA50 kiểm chứng lại rất là cao OCB à, rơi khoảng mưa 50 yếu nha BVB yếu đúng không ạ BIDV cây khối lượng bán ra không cao xem mà cũng có, có có, có mùi phân kỳ nhá có mùi phân kỳ âm thì khả năng nó về test lại mưa 50 là chuyện bình thường cái đoạn này nó cũng test chán chê mưa 50 rồi nó test thêm vài cây nữa cũng là chuyện bình thường nói chung là cái xu hướng chung của cái cổ phiếu ngân hàng này thì nó đang về lại mưa năm 50 nó kiểm chứng thế nên là là, là là, là, là những cái biến động của chỉ số chung của thị trường sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cổ phiếu nhóm ngân hàng cái nhóm thứ hai mà chúng ta cần phải để ý đó là cái nhóm bất động sản. Thì khác với cái nhóm bằng cổ phiếu ngân hàng ấy thì cái nhóm bất động sản này lại là cái nhóm cổ phiếu mình đang kỳ vọng, mình đặt kỳ vọng nhiều hơn à, cho một cái con sóng tăng tiếp theo. Tại sao như vậy? Thì một là khi mà cái nhóm ngân hàng điều chỉnh trở lại đúng không ạ? Thì thường nó không tăng chữ V luôn mà cái nhóm cổ phiếu ngân hàng sau khi điều chỉnh về retest lại năm 50 thì thường sẽ có những cái vận động đi ngang tích lũy xây nền quanh cái năm 50 này rồi sau đó mới bật tăng. Thì trong cái bối cảnh mà cái nhóm ngân hàng điều à, tích lũy lại như thế này thì đó sẽ là cái cơ hội đó sẽ là cái cơ hội cho cái nhóm bất động sản này nó tăng trong khoảng thời gian tới vì sao? Tại vì nếu như mà chúng ta nhìn vào cái số lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024 thì chúng ta sẽ có thể thấy là cái khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm nay cũng khá là nhiều, tổng cộng có thể lên tới hơn 300.000 tỷ đồng, đúng không ạ? Thì có một cái điểm mà chúng ta cần phải để ý đó là hai cái hai quý là quý 2 và quý 4 là cái thời điểm mà cái số lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn là rất là cao trong năm nay. Thì trong khoảng thì, thì 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 quý 2 đúng không ạ? Tháng 4 sẽ bắt đầu quý 2 chúng ta sẽ có một rất là nhiều các cái doanh nghiệp họ phải trả nợ trái phiếu 116.000 tỷ thì đa phần các cái trái phiếu doanh nghiệp này nó cũng có một cái lượng rất là lớn tới từ các cái doanh nghiệp bất động sản Đấy, thì cái câu chuyện năm trước mọi người còn nhớ cái con sóng bất động sản năm trước cũng là một con con sóng mà các cái doanh nghiệp bất động sản không phải tăng vì kết quả kinh doanh mà các các cái doanh nghiệp bất động sản họ tăng rồi sau đó các cái gọi là nhân vật ban lãnh đạo và nội bộ bán ra cái tỷ lệ sở hữu của mình rất là nhiều đúng không ạ? Và các cái doanh nghiệp bất động sản xoay vòng vốn để có cái lượng tiền để họ trả nợ. Đấy họ đáo hạn cái trái phiếu của họ. Đấy. Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn sẽ được hưởng lợi từ cái thông tư 02 khiến cho các cái doanh nghiệp bất động sản có thể giãn nợ và hoãn nợ đúng không ạ? Nhưng mà đó chỉ là giãn và hoãn nợ thôi để họ không bị uh, chuyển nhóm nợ đúng không ạ? Không bị chuyển từ nhóm nợ số 2 thành nhóm nợ số 3, số 3 thành số 4 và số 4 thành số 5. Nói chung là một cái phương pháp để delay lại cái 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 áp lực phải trả nợ đối với cái nhóm bất động sản đó thế nên là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn mình vẫn kỳ vọng vào một cái con sóng kéo tăng của cái, các cái doanh nghiệp bất động sản để họ huy động vốn để gọi là trả nợ trái phiếu Đấy, tất nhiên là cũng có rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà họ không bị áp lực bởi cái trái phiếu ví dụ như là con CEO ví dụ như là con bdr đúng không ạ Đấy, thì chúng ta cũng có thể có nhiều cái doanh nghiệp nó có cái điểm sáng cho cái nhóm bất động sản này để trong cái khoảng thời gian tới à, thì vào ngoài ra nữa nếu mà chúng ta nhìn về cái mặt kỹ thuật của các cổ phiếu bất động sản thì ở thời điểm hiện tại vẫn còn có rất là nhiều các cổ phiếu đi nền đẹp đấy để vì Hà đô Hà đô này thì kiểm chứng lại MA200, cái đây là một cái hỗ trợ khá là cứng của thằng Hà đô cho nó đi ngang kiểm chứng cái đoạn này đi chưa mua hộ đối với thằng hà đô nhá. Khang Điền thì lại là một cái cổ phiếu có cái động lực cơ bản khá là tốt. Cũng như là về mặt kỹ thuật chúng ta vẫn thấy cái dòng tiền lớn tham gia nhập cuộc đối với cổ phiếu Khang Điền. À, thời điểm hiện tại thì đang là cái thời điểm mà cổ phiếu KDH này sẽ phải có những, cho mình những cái phiên đúng không ạ tích lũy gọi là tích lũy canh MA A20 đấy. Nó sẽ đi ngang thanh khoản nhỏ lại trong khoảng thời gian tới và nó sẽ lại break. Con này là có một phá rút chân này. ở ma phết à, phiên giao dịch à, có phải là phiên thứ hai tuần trước không nhỉ? Ừ, đúng rồi, thứ hai tuần trước đúng không thị trường giảm mạnh con này rút chân rất là mạnh rất là rất là khỏe rất là cái lực cầu của KDH này quanh cửa hai 20 rất là lớn mọi người nhé tiếp theo chúng ta có Năm Nam Long Nam Long này thì tiền cũng lớn cũng vào này chưa có tín hiệu phân phối ra này nó cũng sẽ phải kiểm chứng lại MA20 nhiều lần. Tất nhiên là con này đây không phải là những cổ phiếu gần nền. Đây là những cổ phiếu chạy trước mọi người nhé để mình chọn cho mọi người một vài các cái cổ phiếu gần nền mà theo quan điểm của mình thì cái rủi ro nó cũng sẽ thấp hơn một chút. DG cũng là cổ phiếu mà chúng ta cần phải để ý này cái khối lượng đợt đoạn này mua vào rất là mạnh nhá. Đúng không ạ? Nó cũng vừa break, break khỏi cái vùng cái vùng hội tụ MA của nó thôi đúng không nào? Chúng ta có thể thấy là MA 100, MA 50, MA 20 hội tụ tại một điểm thì đây nó sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là cứng của thằng DG. Và những cái phiên giao dịch gần đây chúng ta có thể thấy là cái khối lượng, cái dòng tiền mua vào đối với đời DG rất là lớn. Đấy giúp cho cổ phiếu break khỏi đoạn này. Hôm nay áp lực bán ra vẫn có đấy ạ. Thì nó quay về nó kiểm chứng cái giá 19 này, đó sẽ là cái giá mà chúng ta vẫn có thể tham gia quanh cái 19 này. này. Đấy mọi người nhá thì cái này vẫn là gần nền thôi DG vẫn là cổ phiếu gần nền nên không có gì phải phải lo cả với cái dòng tiền vào như thế này thì có lẽ theo quan điểm của mình thì sẽ cần phải có những cái phiên nó kiểm chứng lại cái đoạn này hôm nay đóng cửa không có nhất phiên đóng nến đỏ kiểm chứng lại cái đoạn 16 18.5 đến 19 một chút thôi rồi sẽ có những cái nhịp tăng trong khoảng thời gian tới tiếp theo có LDG, à, LDG bỏ qua nhé cổ phiếu mang tính chất đội lái này ví dụ như đặt phương đúng không ạ chúng ta có thể thấy nó cũng có một cái nền đây, nó cũng vừa mới break nền thôi. Nên nếu như mà nếu như mà chúng ta mà ở thời điểm hiện tại chúng ta nhìn thấy thị trường nhiều rủi ro đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải nhìn vào những cái cổ phiếu gần nền. Tại vì sao? Tại vì cái vùng gần nền này sẽ là cái vùng giá mua gom vào của rất là nhiều tổ chức này, đội lái này, tay to vân vân và vân vân. Thế nên là cái lực đỡ ở quanh cái vùng nền này của những cái cổ phiếu đi nền nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Thế nên đối với cái con Hà Phương này sau khi mà nó đã break được cái vùng nền này rồi thì cái việc nó kiểm chứng lại nó sẽ tạo ra cái điểm mua đúng không ạ vừa kiểm chứng lại cái 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 cạnh trên của nền vừa là kiểm chứng lại cái gap up nó là những cái vận động kỹ thuật nó rất là bình thường à, agg khối lượng bắt đáy vọng rất là kinh bị mỗi tội mỗi, mỗi tội là con agg này là cổ phiếu bo cung nên là mình cũng không, không không không, tham gia đối với cổ phiếu này novaland đúng không ạ novaland về mặt kỹ thuật thì nó cũng cho ra những cái vận động đánh, đánh spring đúng không ạ? spring khỏi ma 100 ngay sau đó rút chân lên và hôm nay là muốn break cái cản chéo tuy nhiên thì thị trường không thuận thế nên là theo quan điểm của mình đây là nó chưa break được À, thế nhưng mà đối với con Novaland này nếu mà chúng ta mua thì cái rủi ro nó có thấp không ạ? Tại vì về cơ bản đây là cái mô hình tích lũy đúng không? Ta tam giác cân là cái, cái giai đoạn tích lũy của một cổ phiếu Thì chúng ta cứ mua trong cái giai đoạn tích lũy này thì cái rủi ro nó rất là thấp ở cái đoạn này mọi người nhìn thấy đúng không? MA 200, MA 100, MA 20, MA 50 hội tụ tại tùng cùng một cái mức giá 16.7. Thế nên là mua con Novaland ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ rủi ro thấp hơn. Mọi người nhá. Đấy, PDR, PDR thì lại không gần nền. thì nhưng mà nó là cũng là một trong những cái cổ phiếu lead của cái nhóm bất động sản rồi thằng BDR này thì nó không dính nợ trái phiếu nên là phần nào đó cơ bản của nó cũng sẽ ổn hơn một chút à, xem một cái thằng nào cần nền nữa nhá này, SCR này cũng là cổ phiếu đi nền xong này hôm nay mới tăng này cũng khó khối lượng dòng tiền vào này ok này mua những cái thằng như thế này thì rủi ro nó thấp đúng không nào rủi ro nó về nền về nền thì muốn ra tăng được tất nhiên là phải kết hợp với cơ bản nữa nhá mọi người nhá DG thì nó break nền rồi khá là khá là khỏe đúng không bạn này mọi người thấy không đi vào cái nền xong break khỏe rồi điểm mua bây giờ là hơi chảy với mua bây giờ cứ chia ra và bây giờ cứ chia ra là mấy lần mua nó cũng break đường nền nó tăng đâu đó khoảng 20% rồi đúng không 15 20 phần rồi thì nó sẽ không đẹp bằng những con khác thôi đó, HDC HDC này, đi một cái nền spring một nhịp kéo ngược lại thế nên là nếu như mà bây giờ mua con HDC này thì gió thấp âm cũng là thấp nó quay trở về nó retest MA200 quanh giá 32 đó rồi nó lại tăng tiếp đối với cái nhóm bất động sản này đấy thậm chí QCG hôm nay vẫn tăng trần HBX thôi cổ phiếu này không nói nhé mới được nếu mới trở lại thế là là là, là đang rất là hay tức là nó vẫn đang bị hiệu ứng gọi là hiệu ứng uh, hiệu ứng uh, zombie sống sống lại đấy, của các nhà đầu tư Vinhome này Vinhome này thanh khoản lớn nhưng mà cũng đi một cái nền khá tốt vẫn có thanh xu hướng nhưng mà mình sẽ không chơi những cổ phiếu như là VIC ở Vinhome khá là khó để đầu tư người nhé Nói chung bất động sản mình thấy chọn đẹp đấy Về mặt kỹ thuật khá là đẹp đúng không ạ? L14 Để ý L14 cho mình nhá Đúng không ạ? Đi một cái nền này Break này Có thanh khoản Có dòng tiền lớn bắt đầu tham gia đấy Rủi ro quay trở lại quay test MA200 ok không ạ? Rõ cũng thấp đúng không ạ? CEO Cũng là một cổ phiếu đang gọi là dục dịch bất cái nền thôi MA50, MA100, MA20, MA200 Rất gần nhau Cũng có thanh khoản và cũng có dòng tiền lớn vào đó, nói chung là ok về cái mặt về cái nhóm bất động sản này mình đánh giá về mặt kỹ thuật và về cái mặt cơ bản đều có cái động lực để tăng nhá à, còn về vấn đề của VND thì lát nữa đợi đợi sau sau cái đoạn này mình sẽ nói mình sẽ phân tích cho mọi người nhá VBank VBank thì mình thấy yếu lắm VBank là yếu nhất mình đánh giá là yếu nhất bank ở thời điểm hiện tại mất thanh dù hướng mất cả đồng hỗ trợ của nó rồi nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để nó lấy lại cái vùng đó nên là VBank mình không đánh giá cao mọi người nhé tiếp theo là một cái nhóm mà nó xuất khẩu nói chung nhé thì trong nhóm xuất khẩu này thì mình đánh giá các thằng thủy hải sản tại vì cái thằng thủy hải sản này nó đang có những cái chính sách rất là hưởng lợi đặc biệt là cho những cái ông mà xuất khẩu cá tra sang cái thị trường Hoa Kỳ được cái áp cái mức thế khá là thấp đúng không ạ? Và năm 2023 nếu như mà chúng ta nhìn vào cái nhóm ngành thủy hải sản năm 2023 thì chúng ta sẽ thấy cái nền lợi nhuận và doanh thu của nó rất là thấp. À, ví dụ như là thằng Minh Phú này. Minh Phú này bị một cái nhá, Minh Phú này thì, thì 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 tránh tránh ra cho mình một chút. Tuy là cái nền lợi nhuận của nó rất là thấp nhưng mà cái thằng tôm ấy xuất khẩu tôm của cái thằng Minh Phú này nó đang bị điều tra trồng à, bàn phá giá ở bên Mỹ nên là mình thấy là cái động lực của nó không bằng những cái thằng ví dụ như là thằng ANV này ANV thì cái lợi nhuận sau thuế của nó mọi người nhìn này năm 2022 600 đúng không ạ 2023 nó về tận 41 tỷ nó rất là thấp thế nên là với cái nền lợi nhuận thấp như này trong khi những cái năm trước những cái năm bình thường ít nhất lợi nhuận của nó cũng phải là 128 tỷ không thì đều đều 700 cho đến 200 tỷ nên là có thể nói là cái năm 2023 thì cái nhóm thủy hải sản này nó đang tạo đáy thì chúng ta sẽ kỳ vọng là sau khi nó đã tạo đầy xong rồi thì 2024 sẽ là cái giai đoạn phục hồi của nhóm thủy hải sản. VHC Vĩnh Hoàng chẳng hạn cái thị phần xuất khẩu của Vĩnh Hoàng Vĩnh Hoàng sang thị trường Mỹ cũng rất là cao nhưng mà cái nền lợi nhuận của nó không thấp như là cái thằng ANV đúng không ạ? 800 tỷ, trong tỷ chúng ta kỳ vọng hôm nay đâu đó khoảng 1000 tỷ. Nó không phải là cái mức tăng trưởng đột biến, ANV thì sang Trung Quốc rất là nhiều. Cái IDI này, IDI vừa sang Mỹ vừa sang Trung Quốc này. Đó, cái nền lợi nhuận sau thuế của nó năm 2023 cũng rất là thấp đúng không ạ? 72 tỷ để ý những cái thằng thủy hải sản này cho mình, đây vẫn đang là cái vùng đáy của bọn thủy hải sản thôi. Ví dụ EDE đi đúng không ạ, à? nó đi nền cái đoạn này, nó vừa mới break nền thôi, nó đang chinh phục lại cái M200. Thì bây giờ chúng ta mua thì chúng ta mua cái điểm nào cho nó cho nó an toàn ạ, à? thì chúng ta mua cái canh cái giá 12 này cho an toàn, đấy. chia làm nhiều lần mua đã là cổ, 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 cổ phiếu cổ phiếu tạo đáy rồi. Nếu như mọi người follow mình ở trong những cái buổi livestream trước thì mình cũng có dò đáy bọn bán lẻ và cũng phần nào đấy thành công. Tất nhiên tất nhiên là không bán được vùng đỉnh nhưng mà được cái là, là là bắt được cái vùng đáy khá là, là khá là ổn đúng không ạ VHC thì không phải là cái, cái cổ phiếu tạo đáy nhá ANV và IDI là cổ phiếu mà đang rất là gần cái vùng đáy à, theo quan điểm của mình đây cái này đúng không ạ đi một cái nền như này break khỏi cái nền thanh khoản có à, cho nó retest lại mua 200 chán chê đi rồi đi tiền đi lên tiếp mọi người nhá thì hải sản ok à, tiếp theo là cái nhóm thép thì đang có một vài các cái rumor về cái nhóm thép kết quả kinh doanh của nhóm thép tăng rất là mạnh trong quý 1 năm 2024 đúng không ạ? Tại vì cái lợi cái nền lợi nhuận quý à, 1 năm 2023 của thằng thép nó rất là thấp, bị ảnh hưởng bởi năm 2022. Thì à, đầu tiên à, nó phải đáng nào nó nói đến đáng kể nhất là cái thằng NKG đang được có cái rumor lợi nhuận trước thuế 220 tỷ gấp tăng gấp 10 lần cùng kỳ và tăng gấp 5 lần year over year. À, rất là kinh khủng. Đúng không ạ? Hay là Hoa Sen cũng tăng gấp 2,6 lần. HPG tăng 20% cùng kỳ thì chúng ta nhìn thấy luôn hoa sen và nam kim với những cái thằng mà nó có yếu tố xuất khẩu mạnh ấy nam kim và hoa sen thì cái thị phần xuất khẩu sang cái thị trường châu âu và châu mỹ của nó nó nhiều còn hoa phát thì chủ yếu cái thị phần của nó là để phục vụ trong cái khu vực châu á cũng như là nội địa việt nam nên là chắc chắn là nếu như mà nền kinh tế thế giới phục hồi cái nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại thì cái thằng nam kim và hoa sen sẽ là những cái thằng hưởng lợi bởi cái việc xuất khẩu thép và tôn mạng sang các cái thị trường quốc tế mọi người nhá nên là để ý cái nhóm thép cho mình À, về cái nhóm thép thì tất nhiên là chặt nó không phải là cái chặt tạo nền, tạo đáy giống như là cái bọn à, à, xuất khẩu kia. Đấy, nhưng mà điều cái là nó cũng phần nào đấy nó tích lũy đỉnh Được, Nam Kim này mình đang đỉnh con Nam Kim này. Đấy. cái rủi ro nó chỉnh về đâu ạ? Rủi ro nó chỉnh về MA50 24.3. Ok, mua được. Đấy, hoa sen này nó cũng tương tự như là cái thằng à, Nam Kim thôi. Tuy nhiên thì hoa sen đợt này thì mình đang thấy hơi yếu hơn Nam Kim một chút. Nên là khả năng là mình sẽ phải cơ cấu lại. À, ví dụ đây, con này cũng về lại MA50 Thậm chí là MA100 Nhưng mà thật ra là cái rủi ro nó không cao đúng không ạ Bây giờ ok, nó đóng cửa ở đây đi Bây giờ nó về, về MA100 4% 4% rất là bình thường Đúng không ạ, không có vấn đề gì Đó, Thì mọi người hãy, hãy, hãy lên những cái ý tưởng đầu tư cho mình Giai đoạn hiện tại không phải không còn là cái giai đoạn Mà chúng ta ngồi đoán xem thị trường mai tăng hay là mai giảm nữa hay là hay là chúng ta đoán xem là VNRX sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường nữa. Mà đầu đầu tiên nhá là ngày hôm nay nó đã giảm rồi và ngày mai có thể nó sẽ giảm tiếp thì chúng ta hãy hãy tự đặt cho mình một câu hỏi là giảm thì chúng ta mua cái gì và điểm mua ở đâu à, kỳ vọng ở đâu thì đó sẽ là chúng ta bắt đầu lên ý tưởng đi thì ý tưởng của mình đang có thép này đang có bất động sản và đang có thủy sản sẽ là những cái nhóm mà mọi người cần phải để ý trong khoảng thời gian tới nhé thì à, nói về cái vụ việc của ngày hôm nay thì à, trước khi nói thì mình à, hỏi một chút là có bao nhiêu nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại đúng không ạ đang sử dụng cổ à, đang sử dụng à, ứng dụng vnindex thì mọi người thả mặt khóc cho mình được không đấy mình tặng một cái pô này mọi người thả cái mặt khóc đúng không cho mình ạ. Đấy còn những ai mà đang xem ở trên các nền tảng khác mọi người gõ số 1 vào phần bình luận đúng không ạ. Đấy, à cũng có à, những người những nhà đầu tư nào mà dùng cái nền tảng khác thì thả mặt cười. Đấy mình làm cái pô, đợt này mình cũng khám phá được cái pô này hay phết. À ok, à rất là nhiều các công ty chứng khoán khác đúng không ạ. Rồi mình buổi khóc rồi ok cũng khá là nhiều nhà đầu tư sử dụng công ty chứng khoán vnrec đấy à, tại vì sao tại sẽ, mọi người biết vì sao mình tạo cái bình luận này không tại vì để chúng ta có thể xem xem là cái thị phần của vnrec có lớn hay không và từ cái thị phần thì việc chúng ta nắm được cái thị phần của vnrec nếu mà nó lớn đúng không ạ thì, thì chúng ta sẽ phần nào để ước chừng được ước lượng được nếu như mà nó có những cái rủi ro mang tính hệ thống thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với thị trường đúng không ạ Ok Nói chung là đâu đó là cũng được một nửa đấy Đúng không ạ Mọi người nhìn vào cái cái kết quả Thì có tới 33 uh, uh, Trong số 50 nhà đầu tư đúng không ạ 50 nhà đầu tư uh, Tham gia cái poll này có tới gần 18 người đúng không? 18 nhà đầu tư sử dụng VNLREC tức là sao tức là Cái thị phần của VNLREC cũng rất là lớn Rồi Nhìn vào cái thị phần uh, Đúng không ạ uh, Thị phần chứng khoán Thị phần công ty chứng khoán Việt Nam Đó. Thì chúng ta có thể thấy là VPS là đầu tiên đúng không ạ? Đến SSI. Thứ hai là SSI, thứ ba là VNREC. Thứ ba chỉ sau thằng VPS và thằng SSI thôi, tức là nói chung là cái thị phần của nó cũng rất là lớn. Thì bây giờ câu câu hỏi chúng ta đặt ra là liệu có phải ngẫu nhiên đúng không ạ? Cái 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 việc mà VNREC này có phải ngẫu nhiên thì theo quan điểm của mình đây là cái cái rủi ro mang tính hệ thống của công ty chứng khoán VNREx rồi tại vì không phải chỉ có mỗi phần mềm của của VNRx bị hack trong ngày hôm nay đâu mà chúng ta còn có đúng không ạ là có IPA cũng là một uh, công ty con của VNREx hay là có bảo hiểm bưu điện PTI cũng nằm trong hệ sinh thái của VNREx cũng đang bị nhắm đến tức là những cái động thái ngày hôm nay là có chủ đích. Uh, ai hack hay là hay là hack như thế nào hay là ảnh hưởng như thế nào là lát nhá, ai hack thì mình không biết ai à, hack thì mình không biết đâu thật ờ, trên báo chí thì cũng chỉ nói là là, là các hacker nước ngoài tổ chức nước ngoài thôi nhưng mà đây là họ đang êm vào vào vào, vào VNRX rồi có chủ đích rồi Đấy, đúng không? cũng có rất là nhiều tin đồn liên quan đến gọi là tống tiền vân vân và vân nhưng mà cái này không xác thực được nên mình không thể nói trên livestream được cho mọi người đúng không ạ nó có chủ đích nhằm đến vn rồi đúng không đúng không tuy nhiên ý, thì mọi người phải để ý cho mình một chút nhá để ý cho mình này tin tin đồn đúng không và cái hệ thống này không sử dụng được là ra từ sáng rồi Đúng không nào? Tất cả nhà đầu tư đều đã biết cái tin này từ từ sáng ngày hôm nay rồi Nhưng tại sao? Tại sao kể từ cái thời điểm 13 giờ chiều nay ý, Thị trường mới bắt đầu giảm? Hãy hãy trả lời hộ mình là tại sao đến chiều Thị trường mới bắt đầu phà 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 giảm Đó Thì chúng ta sẽ hiểu một, một, một chút một yếu tố đó là Thị trường giảm ngày hôm nay không phải đến từ cái việc VNRX là bị hack hay là VnIndex không giao dịch được? Mọi người nhé, không phải là vì vậy. Có khi ngày mai VnIndex mà giao dịch được trở lại, có khi lại, lại thị trường lại giảm sâu hơn cơ. Tại vì sao? Tại vì nhỡ đâu nhà đầu tư bên VnIndex người ta hoảng loạn, người ta bán tháo thì làm sao? Người ta có những cái động thái mang tính chất tiêu cực đối với công ty chứng khoán đó thì làm sao? Đúng không ạ? Thế nên là chúng ta có thể nói, đấy, nói một một điều là phiên giao dịch ngày hôm nay giảm, ấy không phải là do thằng VnIndex không giao dịch được. Đó. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp nhìn vào những cái trong quá khứ. Nó thì khả năng cao là Mai sẽ giao dịch được thôi. Để xem xem cái hệ thống nó như nào. Còn mai mà tiếp tục không giao dịch được thì mình nói thật đây là sự cố nghiêm trọng. Xem cũng như là một vài các cái bức ảnh trôi nổi trên các cái hội nhóm ấy thì mình cũng thấy là cái lỗi này nặng đấy. Lỗi nặng đấy. Không biết là, là là Mai có kịp để, để 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 sửa hệ thống không. Nhưng mà trong quá khứ cũng có rất là nhiều các công ty chứng khoán Ừ, có lỗi rồi nhá mọi người nhá chứ không phải mỗi thằng vn đâu mọi người đây ví dụ như là tcbs này cũng đã bị lỗi đúng không ạ ví dụ như là si gặp sự cố dừng nhận lệnh để chờ khắc phục dứt điểm này vps cũng có lỗi rồi lỗi hệ thống suốt một giờ đồng hồ khiến nhà đầu tư không thể giao dịch tất cả các công ty chứng khoán đều có lỗi thế nên là không phải là vì có công ty chứng khoán đó lỗi nên là chúng ta đổi công ty mọi người nhá mình nói thật nói chung là về mặt bản chất kinh doanh thì mình quan điểm của mình là không phải là vì vnexpress hôm nay lỗi nên là chúng ta sẽ từ bỏ chúng ta không chơi với vnexpress nữa tại vì thật ra trong quá khứ các công ty chứng khoán lớn cũng có lỗi không có vấn đề gì cả ừ. thì 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 uh, quan điểm của mình là chúng ta cũng không phải vì thế mà chúng ta tẩy chay vnexpress đó vẫn là một công ty một phần mềm ổn được dùng khá là mượt mình cũng dùng bảng điện của vnexpress Đấy, dù thật là như vậy đấy còn nếu như mọi người muốn uh, sử dụng dịch vụ của vps thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình mình vẫn rất là welcome mọi người thôi Đó, nhưng mà hôm nay giảm không phải là do VNLX. Đấy, chúng ta cần phơm với nhau cái điều này cho mình cái đã Đó, thì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại trong cái khoảng thời gian vừa qua ở trong những cái buổi livestream từ tuần trước đến tuần này thì mình có nói về những cái rủi ro của thị trường rồi chứ không phải đến thời điểm hiện tại nó mới xuất hiện đâu mọi người ạ nếu mà chúng ta đầu tư mà mọi người đầu tư mọi người giao dịch và mọi người trên thế thị trường chứng khoán này lâu ấy chúng ta sẽ biết được là cứ khi nào mà thị trường tăng nhá là những cái rủi ro này nó không xuất hiện đâu mọi người sẽ không nhìn thấy những cái rủi ro này đâu nó không xuất hiện lên báo chí báo đài vân vân đâu nhưng cứ khi nào thị trường giảm ấy, thì nhà, nhà đầu tư sẽ bắt đầu uh, nhà đầu tư sẽ bắt đầu lôi một loạt các cái tin tức xấu các cái rủi ro của thị trường lên để xác nhận cho cái đà giảm đấy mọi người có đúng không đấy gọi là bias confirmation tức là sao tâm lý của chúng ta đang tích cực thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy cái sự tích cực còn nếu như mà chúng tâm lý của chúng ta tiêu cực thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy các cái tin tức tiêu cực và chúng ta sẽ lôi những cái tin tức tiêu cực đó ra để để phần nào để giải thích cho cái việc giảm điểm này của thị trường đúng không ạ đó thì ở đây chúng ta nhìn này đây là cái biểu đồ về cái số lượng tín phiếu đang lưu hành trong nền kinh tế Việt Nam cũng như là mục đỏ là cái giá của VN đấy đó, thì chúng ta có thể thấy là trong quá khứ ấy, cứ mỗi lần mà 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 có những cái cú là, là, đây là cái sự tương quan thôi nhá mình không nói đến nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đâu nó có thể sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến tâm lý của nhà đầu tư khiến cho thị trường giảm điểm thì trong quá khứ đúng không? Ạ? năm 2022 chúng ta có phát hành tín phiếu đúng không ạ khối lượng lên đâu đó à, là, khoảng 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 bao nhiêu nhỉ 200 000 tỷ nó thị trường cũng có những cái pha điều chỉnh đúng không ạ năm 2023 đầu năm 2023 thị trường đi ngang cũng có phát hành tháng 9 năm 2023 chúng ta phát hành tín phiếu tới 250.000 tỷ thị trường cũng có một cái pha giảm điểm về 1020 điểm ở ừ, bên cạnh nhà mình nó đang xây dựng nên là hơi rẻ một chút mọi người nhá thông cảm tí à, không thì để mình cắm cái dây vào thì nó sẽ không bị bắt cái 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 cái, cái tạp âm nhiều hơn đúng không Thế okay, mọi người cầm cái dây này vào có ok không Cầm cái dây này vào nó nó đỡ bị rè không mọi người Nó đỡ, đỡ rè hơn không đâu cả một công trường ở bên cạnh nhà mình ấy, đang xây trường học nó xây uh, trường, trường, trường tiểu học bây giờ ok à, nói gì nhỉ? đợi ok đó chúng ta nói về tìm phiếu thì tìm phiếu vẫn đang phát hành chứ không phải chứ không phải là là, là mới đâu nhá vẫn đang phát hành và đến thời điểm hiện tại thì uh, cái số lượng tìm phiếu lưu hành trong nền kinh tế nó rơi vào khoảng 150.000 tỷ ừ. à, tiếp theo tỷ giá à tỷ giá thì nó đã neo lên cái vùng 24.930 rồi tất nhiên là cái tỷ giá này nó nó đã giảm nhá có những cái thời điểm tỷ giá chiều bán ra của Vietcombank nó tăng lên 24.950 bây giờ giảm về 930 thì đây là một trong những cái tín hiệu tích cực cũng như là tiếp theo chúng ta nhìn vào đến ngày hôm nay 25 tháng 3 vẫn phát hành tín phiếu nhưng mà cái khối lượng chỉ có 7.200 thôi chứ không còn là 15.000 ở trong như là trong những cái phiên trước đấy nữa tức là cũng đang giảm giảm tốc rồi đó à... Đúng không ạ? Bắt đầu giảm tốc rồi Và khả năng cao lần này thì chúng ta sẽ không phát hành nhiều như là cái đoạn tháng 9 năm 2023 Tháng 9 năm 2023 lên đâu đấy khoảng 250.000 tỷ Thì lần này cũng lanh quanh 150.000 tỷ hoặc là 160-170.000 tỷ là ok rồi Tại vì bắt đầu cái tỷ giá nó bắt đầu có cái tín hiệu quay đầu giảm Mọi người nhé Thế nên là, 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 là quan điểm của mình là cái tín phiếu lần này nó sẽ không phải là cái gì nó mang cái tính chất tiêu cực như là tháng 9 năm 2023 Thế nên là nếu như mà thị trường phát này giảm ấy thì nó cũng sẽ chỉ là một cái phát điều chỉnh rất khó để các để, đề để sập mọi người nhé à, yếu tố tiếp theo nữa là khối ngoại vẫn đang tiếp tục bán dòng 11 phiên liên tiếp rồi chứ không phải phiên ngày hôm nay mới là phiên đầu tiên bán dòng đâu mà chả thấy mình nói thật mình chả thấy ai nói gì đúng không nào có phải các bạn mọi người nhìn xem những cái buổi livestream của mình thì mình luôn luôn nói là khối ngoại vẫn đang bán dòng tháng 9 năm 2023 khối ngoại cũng bán dòng Đấy, họ bán liên tục liên tục liên tục liên tục chứ không phải là mới bán đây cũng là một cái yếu tố liên quan đến cái dòng tiền của tổ chức thôi đúng không? Đây cũng là một trong những cái nhà đầu tư tham gia với thị trường và nếu như mà 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 ok cứ cho rằng nhà đầu tư cá nhân họ có thể cân hết thị trường đi nhưng mà nếu như mà thị cổ phiếu không thể tăng giá sẽ đến một cái thời điểm nhà đầu tư cá nhân hết lực hôm nay nếu như mà theo thống kê nhà đầu tư cá nhân mua dòng hơn 1 tỷ cân cả tổ chức có lẫn tự doanh lẫn nước ngoài đúng không ạ? đấy nên là nước ngoài bán liên tiếp này là một trong những yếu tố mà mình 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 lo thật ra cái việc mà nước ngoài bán như thế này một phần đến từ tỷ giá đấy một phần đến từ tỷ giá họ thu hồi cái khoản đầu tư của mình về vì nếu như mà tỷ giá mà nó thả trôi như vậy thì cái khoản đầu tư bằng tiền đô của họ nó sẽ bị lỗ vốn mọi người nhá. Tự doanh hôm nay cũng 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 bán đúng không ạ? Bán 482 tỷ. Thì... Tất nhiên là tự doanh chỉ đang sen mua và bán thì chúng ta không đánh giá nhiều về cái vận động này của tự doanh nhưng mà khối ngoại bán liên tục đó là một cái tín hiệu chúng ta cần phải để ý mọi người nhá. Đây hay là tiếp theo Mặt thứ ba nữa là mặt định giá cái này mình có nhắn trong cái nhóm khách hàng và cái nhóm cộng đồng trong vào ngày hôm qua là PE của thị trường ở thời điểm hiện tại đang rơi vào khoảng 15 nó bằng PE vào cái vùng 1250 điểm của năm trước đó tất nhiên là bằng nhau thì một chuyện bình thường tại vì giá bây giờ nó cũng ngang nhau mà đó, hay là P trên B P trên B thì vẫn thấp hơn đó, nói chung là phần nào đấy nó cũng sẽ đỡ tiêu cực hơn một chút nhưng mà về định giá thời điểm hiện tại nó không còn phải là 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 là, là quá rẻ mà mà, mà 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 mà, nó đang bằng của cái thời điểm năm trước mà có cái đỉnh năm trước định giá bây giờ là đang bằng với cái đỉnh năm trước rồi, thì tất nhiên là mình đang kỳ vọng chúng ta kỳ vọng cái gì ở năm 2024 khi mà cái lợi nhuận phục hồi trở lại thì cái mẫu số của nó là EPS đúng không? P trên E thì là tử số là price là thị giá và mẫu số là EPS là lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu. Đấy, mà, mà mẫu số tăng thì PE giảm đi, thì mình kỳ vọng là nếu như mà năm nay cái lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu phục hồi trở lại thì nó sẽ kéo cái p của điều chỉnh p của thị trường giảm xuống một chút. Thế nên là mình mới củng bố củng cố cái quan điểm là rất khó để sập. Tức là sập nhá, sập đối với mình là trên 200 điểm. Ok không ạ? Còn nếu mà đâu đấy 100 điểm thì vẫn là điều chỉnh. Đấy, chỉnh là để mua. Và để chúng ta vẫn tiếp tục chinh phục những cái mức cao hơn của thị trường về cuối năm. Còn cái view của mình vẫn là view điều chỉnh rồi. Nếu như mà mọi người mọi người xem livestream thì mọi người biết luôn đấy, xem cả livestream cũng như là là, là 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 ở trong cái nhóm cộng đồng của mình thì mọi người đều biết là cái view của mình là sẽ phải có những cái điều chỉnh diễn ra. Thế nên là cái yếu tố thị trường giảm điểm trong ngày hôm nay mình mới nói nó không phải đến từ cái việc vnrex bị hack mà nó đến từ cái việc là dòng tiền muốn thị trường điều chỉnh rồi. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều cái phân phối rồi mọi người ơi, chứ không phải đây là cây đầu tiên đâu. Tất nhiên là phân phối vẫn là phân phối đi lên. Chúng ta vẫn nhìn thấy đây một cây phân phối đúng không ạ, Chúng ta vẫn nhìn thấy là một cây phân phối ở đây. Chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy là một cây phân phối ở đây đấy chứ không phải đây là là cái những cái tín hiệu đầu tiên hay là chúng ta nhìn về uh, uh, RSI đúng không ạ chúng ta vẫn RSI vẫn MACD chúng ta vẫn nhìn thấy những cái tín hiệu của cái sự phân kỳ đó vẫn là cái tín hiệu của sự phân kỳ MACD đúng không ạ uh, histogram chuyển đỏ vẫn vẫn nói chung là về mặt dòng tiền và kỹ thuật thì mình nhìn thấy là là phải điều chỉnh phải điều chỉnh chứ không phải chứ không phải là 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 là, là, là sập nhá mọi người nhá. Chỉnh thì có quan trọng là chỉnh về đâu và mua ở đâu thì như mình nói đấy, chúng ta xác định ngành. Ngành nào mua, chúng ta xác điểm mua ở cổ phiếu đó và chúng ta tham gia thôi. Chứ không không cần phải quá quan sát cái cái, cái chỉ số của thị trường đâu. Mọi người nha. Đấy thì còn lại cái lý do mọi người điều chỉnh đó là cái gì thì hôm nay cũng có một vài các công ty chứng khoán hạ margin. Đúng không ạ? Thì cái việc hạ margin này thì quan điểm của mình nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Nha. mình không nói đích danh công ty chứng khoán này nhé mà là sẽ có một vài công ty chứng khoán ở Brazil thì đúng không ạ nước ngoài bán tự danh bán tổ chức bán đây nhìn mọi người nhìn cái cái ảnh này rồi, à, mình mình chưa cóp chỉ có một mình nhà đầu tư cá nhân mua nhưng mà bây giờ nhà đầu tư cá nhân lại bị hạn chế bởi cái việc là các công ty chứng khoán hạng margin tức là không có cái khoản vay để mua lên nữa thì cái cửa cửa giảm nó cũng phần nào đấy nó cũng cao hơn nó sẽ ảnh hưởng đến cái lực mua đúng không ạ thứ hai nữa là về góc độ kỹ thuật thì đây chắc chắn là cái đoạn mà phải điều chỉnh rồi nên là nếu như mà mọi người mọi người theo dõi nhóm cộng đồng của mình thì mình vẫn đưa ra những cái lời khuyên về quản trị rủi ro đúng không nào thì bây giờ quan điểm của mình có hai kịch bản quan điểm của mình có hai kịch bản cho gọi là một vài phiên giao dịch sắp tới cái kịch bản đầu tiên là sáng có thể sáng mai thị trường gấp đao do những cái yếu tố liên quan đến mặt tin tức cũng như là những cái thông tin liên quan đến hạn mới đúng không ạ nhưng mà khả năng cao nếu mà mai mà gấp đao nhé chiều nó sẽ kéo lại để rụ cầu ừ. còn cái kịch bản thứ hai là khả năng cao là thị trường nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố tin tức này của vn index thậm chí nó đi ngang hấp thụ và tiến về có thể sẽ tiến về kéo cố lên 1.300 thì theo cái điểm của mọi người kịch bản nó sẽ dễ diễn ra hơn là mọi người nếu như mọi người vào kịch bản 1 mọi người thả mặt cười cho mình, kịch bản 2 à, thả mặt khóc. Mọi người nhá, chúng ta cùng vote đi xem nào. Đó, còn ở à bên các cái nền tảng khác mọi người kịch bản 1 thì gõ số 1, kịch bản 2 thì gõ số 2 cho mình nhá. Đó, để xem là xem cái này mọi người biết mọi người làm poll này để làm gì không? Để chúng ta những người đang xem livestream cùng nhau, chúng ta biết được là đa phần thị trường đang cảm thấy như thế nào. Đúng không ạ? nếu như mà ai cũng đang vẫn tự tin thì có khi là nó nó nó, nó sẽ chỉnh đấy còn nếu như mà mọi người biết sợ thì có khi nó lại đi ngang và cao tiếp thường thường thì cái thị trường nó sẽ đi ngược lại với cái tâm lý của nhà đầu tư của chúng ta mọi người nhé này chúng ta cùng làm một cái 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 khảo sát để xem mà tâm lý của đám đông ở thời điểm hiện tại như thế nào mọi người nhá một tiền nhiều hai cổ nhiều tái nói chuẩn mà đấy. Ừ, đa phần là kịch bản một đấy đúng không? Mình thấy rất là nhiều kịch, nhiều kịch bản 1 Xem nào. Cũng rất là nhiều nhà đầu tư nói kịch bản một đây đúng không? có Hoài Thanh Trần kịch bản 2. Mai vẫn sẽ đi ngang. Kịch bản một nhiều đấy. À, thì ok chúng ta đã có kết quả chung cuộc thì đa phần vẫn nghiêng vào kịch bản một trong đó vẫn có 16 đúng không? Người làm vốt đi theo cái kịch bản 2. À, thì à, để mà nói về quan điểm cá nhân nhé để mà nó cũng về con điểm cá nhân của mình ấy thì à, mình nói như thế này à, nếu như ngày mai mà VN Direct cái, cái, cổ phiếu cái VN Direct ở thời điểm hiện tại theo quan điểm của mình nó sẽ là key của thị trường tại vì đa phần thị trường ở thời điểm hiện tại đang lấy cái case của VN Direct ra để đổ lỗi cho cái việc giảm điểm đa phần đấy đó thì à, nếu như mà VN Direct ngày mai mà được giao dịch thì có khi mai lại là gấp đau sau một chiều nó sẽ kéo lại dụ cầu tại vì một phần nào đấy cái áp lực bán nó cũng sẽ diễn tiến uh, diễn ra bởi vì các nhà đầu tư ở đang sử dụng phần mềm vn họ sẽ muốn đổi công ty chứng khoán mình cũng thấy có nhiều người có liên hệ mình muốn đổi công ty chứng khoán rồi đấy. còn kịch bản hai nếu như mà vn mai mà vẫn chưa vẫn chưa sử dụng được có khi mà lại đi ngang hấp thụ và nó lại kéo lên vn mà được giao dịch trở lại lúc đấy chưa biết như nào đâu chưa biết như nào mà lần nào đó mọi người nhá. đấy là cái cái góc độ cái cái nhìn của mình nhé nó cái VNRX ở thời điểm hiện tại sẽ là key của thị trường nó không phải là lý do trực tiếp khiến cho thị trường tăng hay giảm điểm nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư cái này chúng ta cần phải cẩn thận một chút còn cái việc mà mà chúng ta mà quản trị rủi ro ấy mà cái view điều chỉnh ấy thì mình nói với mọi người rồi tin tức được tung ra tin tức tung ra ấy, nó theo quan điểm của mình nó chỉ là cái hợp thức hóa cho những cái 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 cái, cái việc mua và bán của dòng tiền lớn của thị trường Thế nên là liên tục ở những cái thời điểm vừa rồi mình luôn luôn nói nhà đầu tư đúng không ạ? Chúng ta vẫn có những cái yếu tố liên quan đến tỷ giá đấy. Đã có những lúc nó lên là 24970 rồi. Ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục phát hành tín phiếu. Nước ngoài vẫn tiếp tục bán dòng. Đúng không ạ? Đấy, tuy là có nâng hạn thị trường nó có caro x đúng không? Có là Fed vẫn giữ cái, mục tiêu giảm lãi suất ba uh, 3 lần cho năm nay. Đấy, nhưng mà cái vùng quanh 1300 này, vùng cận 1300 này sẽ là cái vùng rủ rau rất cao nên là đây sẽ là cái vùng mà chúng ta phải phòng thủ. Đây là cái việc nó chắc chắn nó gần như là chắc chắn nó sẽ xảy ra rồi, từ yếu tố từ dòng tiền, yếu tố kỹ thuật. Đấy chứ không phải là vì tin tức đâu mọi người ạ. Nhiều lúc tin tức ra ấy nó chỉ là cần confirm. Nó chỉ là cái lý do để cái dòng tiền họ bán thôi. Mọi người nhá, tại vì thị trường chứng khoán luôn như vậy, thị trường là đầu tư, thị trường uh, tài chính nó luôn như vậy. Nó là phong vũ biểu của nền kinh tế và nó luôn đi trước tin tức. Đúng không ạ? Hay là thứ sáu đúng không? Ạ? thứ sáu phải công nhận mọi người rất phô mô, nó kéo phô mô như vậy. nhưng mà đó vẫn phải ngồi 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 canh, vẫn phải ngồi chờ. đấy nếu mà ai mà follow mình trong cái nhóm cộng đồng, người, trong cái room khách hàng, mình vẫn luôn luôn cái đoạn vừa rồi là, là nó cũng phải cắn răng chịu phô mô, đó. đi cà phê cà pháo để không nhìn bằng điện. đấy chứ mà nó điểm nó kéo phô mô đoạn vừa rồi đánh kéo phô mô cực căng, nó cứ giảm tăng 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 tăng, cứ giảm rồi tăng 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 nó hình thành cho nhà đầu tư một cái tâm lý là à cứ giảm mà tăng cứ giảm mà tăng cứ giảm mà tăng nên không phải vấn đề gì cả nên là khả năng cao đúng không ngày mai nó mà có đạt buổi sáng ngày mai thì chiều vẫn có rất là nhiều nhà đầu tư tự tin nhỏ bắt đáy khiến cho chiều mai lại có cái cú hồi đấy cái quan điểm của mình về thị trường là như vậy chúng ta cùng quan sát cái phiên giao dịch ngày mai nhé còn cái quan điểm của mình là kể cả có hồi thì cũng không phải là, là, là mua ngày mai tất nhiên nếu mà ngày mai mà giảm kiểu 50-60 điểm ấy có khi là chúng ta có thể tham gia được nhiều cổ phiếu cho ra điểm mua À, những một vài cổ phiếu sàn là nó sẽ về luôn để mua. Thì có thể tham gia dần dần. chỉnh để mua mà chứ không phải là là sập mọi người nhé Đấy hay là mọi người mà theo dõi những cái buổi livestream của mình rồi thì cái áp lực cái rủi ro điều chỉnh ấy, nó đã có rồi chứ không phải là nó chưa. Nó xuất hiện rồi, nó là những cái tin tức tin tức báo hiệu chẳng qua cái dòng tiền lớn thì họ tất nhiên là 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 tổ chức đội lái mà để đánh đánh mà dễ quá để cho nhà đầu tư ạn à, có lãi thì thì họ bán vào đầu ai đúng không ạ? Thế nên là sẽ phải có những cái vận động kéo xả kéo xả kéo xả để hình thành cái tâm lý tự tin trong trong cái mắt nhà đầu tư đó, để họ liên tục đua lệnh, đua lệnh, đua lệnh, đua lệnh thì mới có cái dòng tiền hấp thụ cái lực bán ra chứ đúng không ạ? đó. thế nên là chúng ta ở thời điểm hiện tại mọi người nhé quan điểm của mình nó sẽ là cái thời điểm mà chúng ta à, phòng thủ nhiều hơn, rủi ro nhiều hơn chứ không phải là cái giai đoạn à, chúng ta à, FOMO đua lệnh đó, đua, đua trần hơi mệt đấy. À, thì ok cái kịch bản nếu như mà có điều chỉnh đi thì cứ cho nó điều chỉnh về về thanh xu hướng trước đi cho nó test thanh xu hướng một hai bốn tám ấy về đây có khi là, là sẽ có một cái nhịp hồi kỹ thuật lên đấy còn nếu như mà sâu nhất thì mình quan điểm của mình ấy, nó sẽ về đâu đó khoảng mười năm mươi quanh quanh mười năm mươi hoặc là nếu mà ai mà dùng fibo đúng không ạ đó fibo này thì chúng ta có thể về um, từ một mười năm mươi đến cái này đạt một nghìn hai trăm quanh quanh một nghìn hai trăm thì quan điểm của mình nó sẽ có cái lực đỡ xuất hiện tại đây mọi người nhé Ừ. Nói chung mà thị trường ở thời điểm hiện tại giảm để mua nhưng cái câu hỏi đặt ra là trước khi nó giảm về điểm mua mọi người có bị cháy tài khoản hay không thế nên là ai đang dùng margin ở thời điểm hiện tại thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và quản trị rủi ro ở thời điểm hiện tại mọi người nhá hết sức cẩn thận cho mình đây không phải là cái giai đoạn chúng ta full margin full margin mà nó giảm cho hai cây hai cây sàn ấy chẳng hạn là rất dễ bị côn mọi người nhá còn VN index thì mình chưa nắm được những cái tin tức liên quan đến cái việc là, 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 đã được giao dịch hay chưa mọi người nha Nên là cái việc mà một này VN Index này về thanh xu hướng đúng không? kiểm tra lại thanh xu hướng và đồng thời đó là cái đường MA50 thì nó lại hết sức hợp lý quanh cái vùng 1220 này, này này quanh quanh cái vùng này thì quan điểm của mình thì nếu như mà chúng ta điều chỉnh ấy, thì đó về mặt chỉ số chung của thị trường nó về đây nó sẽ giống nhóm banh nhóm banh tìm về MA50 thì VNX nó cũng sẽ có cái xu hướng tìm về MA50. Mọi, mọi người nhá. Theo em em theo Fibo vẫn theo dõi Fibo từ đỉnh xuống đáy 2022 chưa vượt qua 0.618. Ừ. Cái áp lực bán ở đây là, là chuyện rất là bình thường. Xuất hiện ở đây là chuyện rất bình thường mọi người nhá. Đây. Đúng không? Thử đo Fibo theo cái lời của Tài nhá. Đó, đúng không? U. Về Fibo lên đúng 0.618 là bị áp lực bán. Đấy nói chung là kể mặt kể mặt cả mặt kỹ thuật cả mặt cơ bản nó đều cho ra những cái những cái động thái kiểu điều chỉnh tại cái vùng này nên là đây không phải là cái đoạn mà chúng ta phô mô được đấy mà SHS và TVB S bình thường S chưa có vấn đề gì khỏe mà vẫn có tiền vào này tiền lực như này thế nên là họ sẽ không để rơi rơi luôn đâu nếu mà bây giờ mà giảm đi giảm thì cái rủi ro về 19.2 thôi nó lại đỡ ở đây mà SHS mình thấy ok không có vấn đề gì khối lượng mua vào vẫn rất là lớn dòng tiền lớn vẫn tham gia Đấy cũng chưa có vấn đề gì đâu nó chưa siêu sập được nên là lỗ con S hai S này nếu mà điều chỉnh ý, thì thị trường thì, thì không lỗ không nhiều mọi người nhá à, VCG quang tuyển à, VCG thì đấy cũng là một cái cổ phiếu đi một cái nền rất là đẹp thế nên là đối với con VCG này, này thì à, cái quan điểm của anh đối với con này thì chúng ta sẽ trading sideways đúng không ạ cứ về cái MA hai trăm này là chúng ta mua được lên cái vùng này chúng ta bán ra à, Tuy nhiên thì nó đi ngang nó tích lũy như thế này sideways một thời gian thì cũng để là break thôi nên đối với những cổ phiếu như này một là chúng ta có thể thích thì chúng ta đánh trading định ở đây hoặc thứ hai là chúng ta hô ở cái vùng này để thoát được cái vùng này nó break lên thì chắc chắn nó về đỉnh là ít nhất ít nhất là về đỉnh nên là bcg ok đầu tư công năm nay vẫn còn câu chuyện không có vấn đề gì cả vn vào được rồi à thử thử xem nhá anh dùng web của vn Direct. có cả điện thoại đây để xem xin vào được chưa nhé Xóa đi tải lại là được à? à lát nữa anh sẽ đi tải lại sau Còn uh, web thì chưa vào được đâu, vẫn đơ đấy. Ok, nói chung là cũng hơi hạn rồi, viên này, hơi đen, hơi đen. Uh, Xem nào, uh, masan của anh Tuấn. Uh, masan thì uh, quan điểm của mình này, giảm để mua giảm lại điểm mua, mọi người nhớ rất đẹp, rất đẹp luôn về M2 về à, chưa làm hai lần mua cho mình đối với con này. Đầu tiên à, quan điểm của mình đầu tiên là nó phải về test M20 đấy nhưng mà biến động thị trường nha có thể sâu hơn thì cứ cho M200 đi, 72, 73 chúng ta mua lần một cho mình về thanh xuống để mua lần hai. Bọn cái bọn à, bán lẻ này cũng là cái bọn đã tạo đài xong rồi xử lý đáy xong rồi lại tăng dòng tiền chốt lãi đợt một đang chốt lãi cho chốt lãi đi tích lũy lại tăng tiếp thậm chí có khi là nó cũng trả rơi khỏi được cái vùng này đâu, masan này ok đấy, kết quả kinh doanh ok, bán lẻ bán lẻ nói chung mình đánh giá rất tốt, Cho năm nay rất đáng để đầu tư. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì cần cho nó uh, chốt lại đấy, đây là dòng tiền chốt lại đây, cứ chốt lại xong đi, tất nhiên dòng tiền chốt lãi này nó không ăn thua gì với cho với cái việc dòng tiền này mua vào rất là kinh khủng, mọi người nhá. Ừ. Em đánh giá sao về ree, ree cũng là một cổ phiếu mà em đang uh, để ý một chút con re này dòng tiền lớn vẫn đang tham gia này về mặt kỹ thuật ok thằng re này, từ từ nhá ừ, cũng về cái mặt xây lắp thì thằng này hồi trước là có cái... có cái gì nhở có một câu chuyện của thằng re này hình như là cũng có phần ở trong cái hệ thống X đấy thằng re này cũng có một phần ở đấy tham gia trong cái hệ thống X. nếu mình nhớ không nhầm nhá mình không nhớ chính xác con re này nhưng mà dòng tiền lớn vào như thế này được được để ý cho mình À năm nay cũng có một cây đầu tư rất là hay là năm nay là là được dự dự báo là El Nino sẽ chấm dứt trong năm 2024 và sau El Nino chúng ta sẽ đón chào luôn nó là La, La Nina. Là El Nino là hiện tượng là nắng nóng nhiệt độ cao và ít mưa. Và La Nina thì ngược lại đúng không ạ? À, mưa nhiều hơn. Thì với cái việc mưa nhiều hơn thì chúng ta hãy để ý những cái thằng về thủy điện. Thì năm năm trước đúng không ạ? 2023 thì chúng ta thấy cái hiện tượng El Nino diễn ra thì có rất là nhiều các cái thông tin liên quan đến cái việc là cạn cái hồ thủy điện đúng không khiến cho uh, doanh thu và lợi nhuận của các cái doanh nghiệp thủy điện nó bị giảm rất là mạnh thì bây giờ mà La Nina diễn ra thì với cái nền lợi nhuận thấp năm trước thì năm nay những cái thằng thủy điện nó lại ok ok đúng không ví dụ thằng này thanh khoản hơi thấp thì uh, bỏ qua nhá uh, thủy điện VSH này uh, nền lợi nhuận năm trước xem như nào nhá đúng không nền lợi nhuận năm 2023 thấp hơn rất là nhiều so với năm 2022 đó À, SBA thanh khoản thấp không bỏ qua nhé GEG này đúng không bạn tạo đáy không để ý cái thằng GEG này cho mình tạo đáy đó nhưng mà chưa có dòng tiền vào thì chúng ta cứ cho nó vùng này nếu mà nó về lại cái cái cái, giá 12.7 này thì mua luôn đó là cái giá đáy của thằng GEG nhưng mà phải hô đối với thằng GEG này mua là phải hô chưa biết là khi nào nó mới chạy mọi người nhá để mấy cái thằng thủy điện cho mình được à, CTR được không Dương ơi, CTR này thì bị một cái nó neo cao quá Nó rất là cao, nếu mà nó quay trở lại retest MA20 thì mua được Mọi người nhé, cái đoạn này này Đấy, cái đoạn trao tay này, trao tay cổ phiếu này Trao tay cổ phiếu xong nhá khối lượng lớn đúng không ạ, giá nến đỏ tiếp tục tăng Tức là nó đã trao tay xong cổ phiếu, nó đã thay máu nhà đầu tư xong Quay trở lại retest lại cái vùng 121 cho đến 114 này này Sẽ là cái vùng chúng ta mua được của con CTR Họ nhà cổ phiếu nhà Việt theo, ví dụ như cả con VGI nữa ấy thì năm nay nó sẽ là big game của các bạn này tại vì theo những cái tin đồn mình nghe được thì năm nay thằng uh, Viettel nó sẽ niêm yết tổng công ty niêm yết tổng công ty nó là một cái game rất là lớn thì uh, đang có những cái bước chạy đà cho những cái câu chuyện đấy còn uh, VGI này thì cái dòng tiền uh, chốt lãi đang rất là rõ ràng rồi nhá nên là cái khả năng mà nó gãy cái MA20 là rất là cao hôm nay đang có những cái tín hiệu của việc gãy MA20 rồi đấy thì cứ cho nó về giá 34 rồi nó đi ngang ở đây trong một khoảng thời gian tới rồi nó lại tăng lên thì mất thêm thời gian mọi người nhé VTP VTV cũng vậy áp lực bán ra cũng khá là lớn nhưng mà VTP này về test lại MA20 cũng được đúng không? Nhưng mà dòng tiền phân phối ra cũng hơi rủi ro đấy. Cứ chờ đi cho nó xây nền đến những cái con họ nhà Viettel này mọi người cứ lưu lại cho mình. Mọi người cứ lưu một cái thằng nhà Viettel này lại cho mình nhá. Xong rồi nếu như mà cái đoạn dẫn tới nó đi nền ấy mà khối lượng nhỏ lại lại có thể tham gia. Ok không ạ? Nhá. Hôm nay còn giảm 5,6% này này. Thêm một cây nữa, cái sàn nữa ok, rồi mua được. HDG vừa điện và bất động sản ok đúng không anh? Đúng rồi, HDG cũng đang điểm mua luôn này. MA20 cắt lên trên đường MA200. HDG đợt trước thì nó bị một cái là nó có những cái tin tức liên quan đến cái vi phạm mà quy định điện 7 nên là cái giá cổ phiếu bị xả ra rất là mạnh. Nhưng mà cái đoạn này chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái dòng tiền lớn bắt đầu gom lại cổ phiếu HDG này rồi. Vừa bất động sản đúng không ạ? Vừa vừa liên quan đến điện thằng này hình như cũng có dự án thủy điện ở cái đoạn nào ấy nhỉ? Ừ. mình một chút mình xem qua thằng HDG nhá. Thủy điện HDG nó có đấy. Mình không nhớ là cái vùng nào. Xem lại báo cáo một chút nha mọi người nha. điện đúng không? Thủy điện, thằng này có thủy điện. Xem nào. Không biết là cái thị phần thủy điện của thằng này chiếm bao nhiêu phần trăm cơ cấu kinh doanh. Đây. Và phục hồi từ năm 2024 này, đó, đúng không? Kết quả kinh doanh bằng thủy điện. dự, dự đoán là nó cũng tăng đấy. Tình hình thủy văn tại các hồ thủy điện của HDG. Được, mà nó không có cái cơ cấu doanh thu từ cái mặt thủy điện nhá kết quả kinh doanh bằng bất động sản 2.000 tỷ à, thủy điện mà kết quả kinh doanh à... đây kết quả kinh doanh bằng thủy điện là cũng đâu đó khoảng 1.500, 1.600 tỷ nó cũng là một nửa đấy 50 50 đấy cũng ok với cái cơ cấu như này thì nếu như mà Lanina diễn ra thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể để ý cái thằng Hà Đô cho mình luôn nhé À, VGC được, VGC bất động sản khu công nghiệp năm nay vẫn nhiều thứ để kể lắm. Nhưng mà bất động sản khu công nghiệp đợt tới mình lại để ý một thằng, một vài thằng này. À, nếu mà là thuần bất động sản khu công nghiệp nhá, thì có cái thằng KBC nó cũng mới tăng thôi. Và ngoài ra cái thằng này nó cũng ở cái mạng à, Bắc Ninh nhiều, Bắc Ninh nó sẽ là cái khu mà cái dòng tiền lớn đổ về nhiều, đúng không ạ? Cái thằng này thì nó rất gần nền, đấy nên là cái khẩu vị rủi ro của mình mình thích cái thằng KBC này rất gần nền, mới chạy thôi, chưa chạy mạnh dư địa còn nhiều. Thứ hai là mình sẽ thích những cái thằng mà những quan đến cao su, mà chuyển đổi được đất trồng uh, cây thành đất khu công nghiệp cho thuê khu công nghiệp. Ví dụ như là thằng PHR này là thứ nhất này, hai là thằng GVR nhưng mà GVR tăng mạnh quá rồi, cho nó thời gian tích lũy lại. Ba là cái thằng uh, DRI này, Đấy. Mấy cái thằng uh, cao su mà có đất chuyển đổi thì nó ăn được hai đầu. Một là mọi người hãy nhìn vào cái giá cao su ở thời điểm hiện tại trên thế giới đang phục hồi. Bây chúng ta nhìn vào cái giá cao su thế giới nhé. Quên mất mình mình chưa đổi, bây giờ chưa đổi cái chart này. Ok. Giá cao su thế giới đúng không? Đang tăng rất là mạnh rồi, nó tất nhiên nó có điều chỉnh giảm. Nhưng mà cái thằng mấy thằng cao su này hưởng lợi. Thứ hai là GBR đúng không ạ? Chuyển đổi đất. Đó, chuyển đổi được 7.000 8.000 hectare đất cao su thành đất khu công nghiệp Thằng này thì không nó không dừng lại ở đây đâu à, GBR tập trung đúng không ạ, hoàn thiện pháp lý và giấy tờ để chuyển đổi đất. Xem nào, chuyển đổi. Đấy, việc chuyển đổi hơn 10.000 ha đất trồng cao su sang đất công nghiệp là một cơ hội đặc biệt. Tiến độ chuyển đổi quỹ đất đến năm 2025 dự kiến hoàn thành hồ sơ, dự kiến đạt 23.444 ha. Đó, thằng rồi này câu chuyện nó cũng khá là lớn nha đường á đường thì không có El Nino thì đường không, không 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 tăng đâu câu chuyện của đường hơi khó đấy tại vì một là cái giá đường nó không tăng giá đường và thứ hai là thị phần nữa nó cũng chẳng có gì cả năm trước El Nino nên là cái giá đường nó tăng rất là mạnh HSG được 5 kim được mọi người nha BID giả vốn 53 À, ngân hàng nói chung thì con điểm của mình là sẽ phải về về năm 50 rồi test lại nhưng mà có cái vốn bán ra của BID này không cao nên chưa chắc nó đã mất đâu cùng lắm ở đây nó nó cũng sẽ rút rút chân như kiểu mấy cây này này đấy quanh 53 à, nhầm xin lỗi quanh 50 50 5 nó sẽ rút chân không có vấn đề gì cả à, Vib VIP giả 424 à, VIB thì nó sẽ phải kiểm chứng lại cái break này đấy Nó sẽ phải kiểm chứng lại cái đoạn này này nó sẽ rút nó cho chạm chạm một chút ở dưới nhưng mà không sao với cái kỹ thuật như thế này thì không có vấn đề gì cả uh, view của mình là ngân hàng nó sẽ còn một cái nhịp tăng nữa vẫn còn một cái nhịp tăng nữa test lại mua 50 tăng lại nhé mọi người nhé uhm. DGC hóa chất Đức Giang thì cái câu chuyện của thằng này rất là lớn tuy nhiên cái cây này hơi xấu cây ngày 18 còn nó khá là xấu cái phân phối rất là rõ ràng rất là rõ hôm nay là, là cũng có những cái lúc trong phiên giao dịch nó 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 giảm khá là mạnh mọi người nhá đấy nó có một cái nền đây thế nên là nếu như mà tham gia đối với con DGC ở thời điểm hiện tại ấy, thì nó sẽ có hai hình thức mọi người tham gia nếu như mà là mọi người là những nhà đầu tư đánh lướt sóng ấy thì nó gãy cái nền này thì mọi người phải cắt nó chỉ đơn giản như vậy thôi hoặc thứ hai nếu như mọi người đầu tư con DGC này với kỳ vọng là về cái mảng chất bán dẫn đúng không ạ mảng chất bán dẫn năm nay thì chúng ta sẽ sẵn sàng mua gia tăng mua lần hai của nó ở quanh cái vùng giá 110 câu chuyện con DGC để kể năm nay vẫn còn rất là nhiều liên quan đến cái chất bán dẫn nó liên quan đến là dịch chuyển đúng không ạ dòng tiền vốn FDI đổ Việt Nam để sản xuất chip và chất bán dẫn thì thằng DGC này nó cũng sẽ là một những cái thằng hưởng lợi bởi cái câu chuyện đó thằng DGC này FPT sẽ là hai cái thằng hưởng lợi rất là lớn bởi những cái câu chuyện đấy mọi người nha bỏ DGW qua đợi Masan anh ạ DGW thì đấy, DGW cũng giống như Masan hai con này anh luôn luôn đầu tư cùng nhau. Có điểm mua phát mua luôn. Đối với con DGW này thì là 62. Về retest lại cái mua 20 đó, thậm chí là 63.5 này sẽ là cái vùng mua được của DGW. À, có một cây phân phối ra rồi thì cho nó mất thêm thời gian nó tích lũy tại đây. Nó chắc chắn sẽ chạy tiếp. Có một cái nền rất là gần ở đây. Không có vấn đề gì nhá. Bán, bán lẻ vẫn rất là ok. À, Vinhome thì ok thôi. Đây là cái vùng giá rất là đáy của Vinhome rồi. Nó vẫn đang bám cho mình một cái thanh à, xu hướng và cái thanh xu hướng này nó vô hình chung nó hình thành một cái biên biên quay up của thằng Vinhome đó đây thì mình cứ về cái biên dưới này chúng ta mua ăn lên biên trên Đấy, nhưng mà cái câu chuyện của họ nhà Vích thì nó hơi nó một là họ cổ phiếu nhà Vin thì được sử dụng để điều tiết thị trường tại vì đây là họ cổ phiếu vốn hóa lớn và thứ hai là những cái yếu tố tin tức hay là bán lại cổ phần của VRE đang là những cái câu chuyện đang là những cái ẩn số chúng ta cần phải chờ những cái cái khoản thời gian tiếp theo mọi người nhé. Ok, thì có lẽ là hôm nay mình livestream sớm xong thì mình cũng là kết thúc sớm thôi. Cũng livestream được một tiếng rồi, mình thường sẽ chỉ livestream một tiếng mỗi ngày mọi người nhá. À, và nếu như mọi người có nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ của công ty chứng khoán VPS thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua phần thông tin ở trong trang cá nhân. Và ngoài ra mình cũng sẽ livestream đều đặn vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ ba và thứ năm các ngày trong tuần. Chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé.